Thợ hát Duy Mạnh vạch trần thủ đoạn ăn chặn của nghệ sĩ, thoát tội là do kẻ hở của pháp luật, chứ anh chị không oan. Duy Mạnh là nam ca sĩ nổi tiếng với những phát ngôn thẳng thắn, sẵn sàng đụng chạm đồng nghiệp để vạch trần góc tối sau biết việc ít người biết. Tuy nhiên, cũng chính vì sự thẳng thắn của mình mà nam ca sĩ không ít lần gặp phải vận hạn, bị một số cư dân mạng tấn công trang mạng xã hội cá nhân hay nghi ngờ có kẻ đang muốn hạ bệ mình. Mới đây, giọng ca Kiếp Đỏ Đen lại có bài đăng dài gây chú ý dữ dội. Sau khi có kết luận của Bộ Công an về mấy anh chị hát không ăn chặn từ thiện, thế là cộng đồng mạng lại xôn xao. Một bên thì cho rằng công an bao che cho phe nghệ sĩ, còn phe anh hát chị hát thì hả hê và cho rằng được giải oan. Rồi lại có một vài thằng thợ nhạc, thợ hát sống bên hải ngoại kêu gọi và yêu cầu những ai tố cáo nghệ sĩ ăn chặn từ thiện rằng là nếu ai có lòng tự trọng thì phải xin lỗi. Cái tút này nghe đạo đức giả và cười. Cụ thông não nôm na như này cho dễ hiểu này, tại Việt Nam chưa có quy định pháp luật và chế tài rõ ràng giữa những cá nhân chuyển tiền cho một cá nhân nào đó làm từ thiện, nên đây chính là lý do mấy anh hát chị hát thoát tội. Ví dụ thế này cho dễ hiểu, có 1 triệu người gửi tiền cho ông ca sĩ Tokuda để làm từ thiện giúp bà con nghèo, với tổng tiền là 100 tỷ, và ông Tokuda muốn đớp 70 tỷ và chỉ từ thiện cho người nghèo 30 tỷ thôi, thì ông sẽ làm theo cách này. Ông Tokuda sẽ chuyển tiền cho tất cả những người thân bạn bè của mình với số tiền là 50 tỷ, rồi thậm chí mua 5 tỷ tiền gạo, mì gói, quần áo để phát cho bà con nghèo, nhưng có thể đổi giá lên thành 20 tỷ. Thì công an họ cũng không điều tra, bởi vì Bộ Công an họ chỉ thống kê số tiền vào và số tiền chi ra, chứ Bộ Công an không được phép điều tra từng đối tượng mà ông ca sĩ Tokuda cho tặng tiền và quà từ thiện. Bởi vì khi người dân chuyển tiền cho ông Tokuda làm từ thiện, cũng không có một giấy tờ cam kết là chuyển đích danh cho ai và mỗi cá nhân sẽ nhận số tiền là bao nhiêu. Nên ông Tokuda sau khi nhận được 100 tỷ, ông muốn phát cho ai đó là quyền của ông. Ông muốn cho bao nhiêu đó là quyền của ông. Ông muốn chuyển khoản cho con bạn gái của ông 5 tỷ, thì các chú công an cũng không có quyền đến nhà điều tra bạn gái của ông. Vì đơn giản là con nhỏ đó nó nhận tiền từ thiện của ông Tokuda, chứ không phải là tiền trộm cắp, tiền phạm tội. Mà tiền này rõ ràng là tiền từ thiện. Bởi vậy, các chú công an không có quyền điều tra tất cả những cá nhân mà ông Tokuda gửi tiền cho họ. Bởi vậy, ông Tokuda có thể chuyển tiền cho những người thân của mình. Rồi những người thân của mình lấy tiền đó xây nhà, mua siêu xe, thì các chú công an cũng không làm gì được. Ngược lại, nếu như số tiền đó gửi vào quỹ Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ, và nếu Mặt trận Tổ quốc hoặc Hội chữ thập đỏ lại ôm tiền 6-7 tháng không giải ngân giống như mấy anh hát chị hát, hoặc đi làm từ thiện nhập nhèm không có giấy tờ chứng minh rõ ràng, chắc chắn các chú công an sẽ điều tra rõ ràng và sẽ có một vài cán bộ bị bắt, bị kiểm điểm hoặc bị kỷ luật. Bởi vì khi gửi tiền vào một quỹ từ thiện thì trách nhiệm sẽ thuộc về một tổ chức. Nói tóm lại là các anh hát chị hát vừa rồi thoát tội là do kẻ hở của luật pháp chứ không phải là được giải oan, bởi vì các anh chị không bị oan. Nếu như một người nghệ sĩ cống hiến cho nghệ thuật bao nhiêu năm mà bị vu khống, với cái tôi của một người nghệ sĩ đầy kiêu hãnh và có lòng tự trọng thì không việc gì phải sợ thằng nào tố cáo mình hết, thậm chí còn cười nhạt. Và khi có một ai đó tố cáo họ ăn chặn từ thiện, họ sẽ nói thẳng vào mặt kẻ đó với lời lẽ đanh thép rằng: "Tao thách bọn mày tìm thấy tao ăn chặn một đồng của thiên hạ, nếu bọn mày mà tìm thấy tao cho ăn một đồng từ thiện, tao sẽ chấp nhận đi tù." Thậm chí họ còn đưa ra lời tuyên bố cả với chính quyền: "Nếu như chính quyền phát hiện tôi ăn chặn dù chỉ một đồng, tôi sẽ chấp nhận đi tù." Đó mới thực sự là bản lĩnh và có gan. Vốn là nam ca sĩ thẳng thắn và trần góc tối showbiz Việt, Duy Mạnh từng sẵn sàng lên tiếng tiết lộ về góc tối showbiz Việt và thừa nhận bản thân không phải là nghệ sĩ mà chỉ là thợ hát. Đặc biệt là người đứng ngoài cuộc chiến giữa bà Phương Hằng với một số nghệ sĩ Việt làm từ thiện, anh vẫn có nhiều phát ngôn gây tranh cãi, thẳng thắn bày tỏ nhiều nghi ngờ của mình về các nghệ sĩ bị réo gọi thời gian qua. Thậm chí Duy Mạnh còn sáng tác bài hát "Tôi không sao kê đâu", được cho là đá xoáy ồn ào sao kê trong showbiz Việt.